Ca sĩ Như Quỳnh, năm ba tuổi vẫn sống như ba không cho phép mình ra. Vừa qua, ca sĩ Như Quỳnh có buổi giao lưu với báo chí, người hâm mộ nhân dịp về nước thực hiện là sâu xuân yêu thương. Dù tất bật với lịch trình biểu diễn ở nhiều nước và chưa có thời gian nghỉ người khi trở lại Việt Nam, song ca 53 tuổi vẫn xuất hiện với diện màu rạng rỡ xinh đẹp. Nữ ca sĩ chia sẻ để luôn duy trì được tinh thần thoải mái và xuất hiện tràn đầy năng lượng là điều không hề dễ dàng mà phải có sự đồng hành, yêu thương từ người hâm mộ, gia đình và cả những bạn bè, đồng nghiệp. Tôi thường nghĩ những kế hoạch, những sự chuẩn bị trong tương lai, những chương trình, tiết mục trình diễn, sự xuất hiện của mình, tiếng nói của mình, giọng hát của mình sẽ đem được gì cho khán giả. Đó là những thứ tạo năng lượng cho tôi phải cố gắng điều tiết lại chế độ làm việc, nghỉ ngơi rồi trở lại với nhiều năng lượng hơn vì không ai muốn mình là người vô dụng. Lúc nào tôi cũng nghĩ dù mệt nhưng bận rộn luôn là điều tốt. Giọng ca duyên phần cũng thất lời bạn thân đã khỏe hơn trước nhờ giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống, tập luyện khóa học. Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn trong tình trạng bình thường. Dù lịch trình vừa rồi có dài đặc nhưng tôi vẫn cảm thấy vui quá. Cô cảm thán. Vượt quãng thời gian khó khăn khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất, ca sĩ Như Quỳnh trân trọng những gì mình đang có, yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nghệ sĩ sinh năm 1970 cho biết, cô còn một đêm trai và những người thân bên cạnh, nhưng họ không muốn xuất hiện trước truyền thông, thu hút sự chú ý mà muốn trải qua cuộc sống bình dị, bình lặng. Cô tôn trọng điều đó, đồng thời mong muốn bản thân khi bước khỏi sân khấu sẽ trở về với cuộc sống bình thường như bao người Việt khác. Như Quỳnh đùa rằng ở tuổi năm ba, cô không còn trẻ nhưng cũng không cho phép mình ra, cao gì gốc quảng trị quý vẻ. 53 tuổi nhưng tôi vẫn sống như tuổi 35, lúc nào cũng tự làm mới mình, ý thức được rằng mình phải tiếp cận với giới trẻ thì mình mới trẻ được. Tôi vẫn đùa rằng mình già nhưng không nên cho phép mình ra, mà phải có một trái tim nhiệt huyết giống như các bạn trẻ. Tôi vẫn nghĩ giờ mình không có thời gian để nghĩ rằng mình đã già nữa mà hãy nghĩ mình đã làm được gì cho nghệ thuật. Ca sĩ như Quỳnh kệ ngày thường, nếu không phải gì diễn, cô cho phép mình nghỉ ngơi, có thể ngủ đến trưa. Thời gian còn lại trong ngày, song ca người tình mùa đông nghiên cứu về những bài hát, tìm tòi những sự kết hợp mới trong âm nhạc, học hỏi những kiến thức bổ ích. Cùng với đó, cô thường tránh thủ ở bên gia đình, cùng uống trà, dùng bữa, trò chuyện, thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, chia sẻ những câu chuyện rất đối đời thương. Sau nhiều năm theo đuổi con đường nghệ thuật, Như Quỳnh vẫn tràn đầy nhiệt huyết về nghề. Cũng... Cô... Cô mong muốn được phục vụ khán giả từ trong nước cho đến quốc tế. Không quản ngại lịch trình dài đặc, nữ ca sĩ cũng nỗ lực làm mới bản thân trong âm nhạc, kỹ năng trình diễn để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, trong đó có lớp trẻ. Trong live show xuân yêu thương dự kiến diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 12 sắp tới, Như Quỳnh mời nhiều tiền tuệ như Họa Mì, Quang Lê, Thành Hà, Phương Nguyên, Lệ Quyên, Hoài Lâm, Hoàng Mi An, Trấn Thành và Kỳ Duyên tham gia. Đặc biệt, nữ ca sĩ thiết lộ cô sẽ kết hợp thể loại bolero với rap để tạo nên sự khác biệt, mấy mẹ. Nữ ca sĩ 53 tuổi chia sẻ rằng, mình lường trước được những ý kiến trái chiều vì trong nghệ thuật, mỗi người đều có góc độ hưởng ứng riêng. Cô luôn mạnh dạn thử nghiệm điều mới, sẵn sàng đón nhận những ý kiến khen chê và nhìn vào những điều tích cực nhất. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, là con gái đều lòng trong một gia đình gồm ba người con. Cô vốn không được trời bàn cho sức khỏe tốt. Từ khi mới sinh, Như Quỳnh đã rất khó nuôi, cơ thể yếu và không được ổn định. Năm một tuổi, cô còn bị sốt xuất, xuất huyết, suýt nguy hiểm tới tình mạng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị phóng thấp cùng nhiều bệnh khác. Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát sau này của Như Quỳnh. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ cá hát của cô khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát la yếu, thiếu ổn định. Nhưng ít ai hiểu rằng Như Quỳnh đã và đang phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau một thời gian hoạt động tại hạn ngoài, Như Quỳnh Dân nổi tiếng được lăng xê lên hàng ngôi sao xuất chúng, trở thành tâm điểm của mọi sân khấu trái vẽ khắp các sâu. Suốt 10 năm, cô chưa một ngày người nghi, liên tục nhận sâu trình diễn khắp nơi trên thế giới, từ Canada đến Bị, rồi Đức, Úc. Khán giả vẫn thường nhìn thấy Như Quỳnh nằm ngủ gật ở các sân bay. Cô phải tranh thủ ngủ mọi lúc, mọi nơi vì không có đủ thời gian trọn vẹn cho một giấc ngủ đêm. Điểm đặc biệt là Như Quỳnh không có ekip như nhiều ca sĩ khác. Cô chỉ có một trợ lý duy nhất nhưng nhiều lúc vẫn phải đi diễn một mình. Chính vì vậy, nữ ca sĩ gần như phải làm hết toàn bộ công việc bề bộn của một ca sĩ. Đến cả make-up như Quỳnh đôi khi cũng phải tự làm cho mình một cách vội vàng trên ô tô. Đó là lý do vì sao cô hay bị chế là trang điểm xấu, thậm họa trang điểm. Chưa dừng lại đó, việc Như Quỳnh tăng cân xuống sắc cũng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Ít ai biết rằng thể trạng của Như Quỳnh vốn dễ tăng cân, nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân, đặc biệt trước mỗi buổi ghi sâu. Như Quỳnh thường phải nhìn ăn cả tuần để giữ dáng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giọng hát. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm thầm chịu đựng những áp lực cuộc sống diễn ra suốt nhiều năm mà không nói được với ai. Ai cũng nghĩ Như Quỳnh xinh đẹp và tài năng như vậy thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tình duyên của cô lại trắc trở. Suốt thời thanh xuân, Như Quỳnh dành hết tâm sức để kiếm tiền lo cho gia đình nên không có thời gian yêu đương. Đời người con gái ai cũng mong muốn một lần được mặc áo cưới bước lên lễ đường, nhưng cô lại không được hưởng niềm hạnh phúc đó. Như Quỳnh từng có con chung với một người bạn trai tại Mỹ, nhưng rồi sớm nở vỡ. Trải qua nhiều biến cố, nữ ca sĩ hiện tại đã nhận lại được hạnh phúc cô cần có. Cô đang đắm chìm trong vị ngọt tình yêu của tuổi năm ba. Quang Lê Trong một lần gặp lại Như Quỳnh như hậu trường đã hẹn lộ, chị Như Quỳnh đang có tình yêu đấy. Tôi quen chị Như Quỳnh 20 năm rồi nên tôi biết, cứ khi nào có tình yêu là Như Quỳnh sẽ khác, đẹp hạn lên. Chị Như Quỳnh dạo này ốm dữ, chỉ phải bất yêu đi thôi chứ nhìn chị đẹp quá. Hồi trước tôi đi sâu với chị Như Quỳnh, tôi đã cho chị ấy uống si đỏ để ngủ cho dễ, mà giờ 3 giờ sáng chị Như Quỳnh góc. Mà bao giờ sáng chị Như Quỳnh gõ cửa phòng tôi xin thuốc ngủ vì bị mất ngủ. Nhưng đó là quá khứ rồi. Giờ xin chúc mừng chị Như Quỳnh vì không mất ngủ nữa. Như ngủ kiểu nào? Như kiểu ngủ bù cho những năm trước. Thúy Nga cũng nói thêm. Tôi nghe đồn người yêu của chị Như Quỳnh hiện tại còn đẹp trai hơn cả Mạnh Quỳnh. Tất cả mọi người đều kể chuyện về chị Như Quỳnh. Nói chị giàu này hạnh phúc lắm. Phố hậu trường mà cười hoài là biết ngay.